tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách Chân trời sáng tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 7: Thể thao. Bài 2: Vần au và vần eo. Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh và cho cô biết trong tranh chúng ta thấy những hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh các bạn đang chơi trò chơi đấy. Và ở đây có hai nhóm bạn chơi trò chơi. Một nhóm bạn thì đang chơi trò chơi đi tàu, còn một nhóm bạn thì đang chơi trò chơi đi đèo. Ở đây phía sau chúng ta nhìn thấy có hình ảnh cây cau. Các em ạ, tiếng cau có chứa vần au đấy. Ở đây tiếng tàu có chứa vần au, tiếng đèo có chứa vần eo. Và trong trò chơi thì có bạn đứng trước và có bạn thì đứng sau. Tiếng sau cũng có chứa vần au đấy. Như vậy chúng mình đã tìm được một số tiếng có chứa vần au và vần eo. Đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Đó là bài 2, vần au và vần eo. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Đầu tiên là vần au. Vần au gồm có hai âm ghép lại, đó là âm A và âm U. Âm A đứng trước, âm U đứng sau. Vần au có âm A là âm chính, âm U là âm cuối. Các em nghe cô đánh vần như sau: A, U, Au. Mời các em đánh vần lại nào. Và vần au chúng ta đọc trơn như sau: Au. Mời các em đọc lại 3 lần. Bây giờ cô giáo hướng dẫn các em luyện đọc mô hình tiếng sau. Đây là mô hình tiếng cháu. Tiếng cháu có âm chờ đứng trước, vần au đứng sau, thanh sắc trên A. Chúng ta đánh vần như sau: chờ, au, châu, sắc, cháu. Mời các em đánh vần lại nào. Cho cô biết trong tiếng cháu thì có chứa vần gì mà chúng ta vừa mới học? À, tiếng cháu có chứa vần au chúng mình vừa mới học đấy. Đây là vị trí vần au, là phần vần đứng sau phụ âm chờ. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh. Cho cô biết trong bức tranh chúng ta thấy đó là hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh bà và cháu đang cùng nhau chạy bộ đấy các em ạ. Chạy bộ là một môn thể thao giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt đấy các em. Chúng ta nên tập thể dục thể thao và có thể tập chạy cùng với bố mẹ, ông bà của mình vào buổi sáng các em nhé. Cô giáo có từ tương ứng với bức tranh, các em lắng nghe cô đọc nhé. Bà, cháu. Mời các em đọc lại nào. Trong bức tranh đây là bà, còn đây là cháu đấy. Cho cô biết trong từ bà, cháu thì tiếng nào có chứa vần chúng mình vừa học? Trong từ bà, cháu, tiếng cháu có chứa vần au mà chúng mình vừa học đấy. Đây là vị trí vần au. Chúng mình đánh vần như sau: bờ A ba huyền bà, chờ au châu sắc cháu, bà cháu. Chúng mình đọc lại bài nhé: au, chờ, au, châu, sắc, cháu, bà, cháu. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm quen với vần thứ hai. Cô giáo giới thiệu với các em đây là vần eo. Chúng mình đọc như sau: eo. Mời các em đọc lại 3 lần. Cho cô biết vần eo gồm có mấy âm ghép lại, đó là những âm nào? À, vần eo gồm có hai âm ghép lại, đó là âm E và âm U. Âm E đứng trước, âm U đứng sau.
Và vần eo cũng thuộc kiểu vần có âm chính và âm cuối. Âm chính đó là âm E, còn âm cuối đó là âm U. Chúng ta đánh vần như sau. E, U, eo. Mời các em đánh vần lại nào. Cô giáo có mô hình tiếng sau. Đây là mô hình tiếng đều. Tiếng đều có âm đờ đứng trước, vần eo đứng sau, thanh huyền trên e. Khi đánh vần, chúng ta đánh vần như sau. Đờ, eo, đeo, huyền, đều. Mời các em đánh vần lại nào. Cho cô biết trong tiếng đều có chứa vần gì mà chúng mình vừa học? Tiếng đều có chứa vần eo mà chúng mình vừa mới học đấy. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh. Cho cô biết các bạn trong bức tranh đang làm gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh các bạn đang học giờ thể dục các em. Và trong giờ thể dục thì thầy có cho các bạn đi bước đều. Và các bạn đang đi vung tay và chân rất là đều nhau đấy. Cô giáo có từ sau. Đi đều. Chúng mình đọc lại nào. Cho cô biết trong từ đi đều thì tiếng nào có chứa vần chúng mình vừa học? À, trong từ này thì tiếng đều có chứa vần eo mà chúng mình vừa học đấy. Đây là vị trí vần eo. Chúng mình cùng nhau đánh vần lại nhé. Đờ y đi. Đờ eo đeo huyền đều. Đi đều. Chúng mình đọc lại cả bài. E u eo. Đờ eo đeo huyền đều. Đi đều. Như vậy vừa rồi chúng mình đã học được vần mới, đó là vần eo. Tiếng mới đó là tiếng đều và từ đi đều. Bây giờ chúng mình hãy quan sát cho cô giáo hai vần chúng mình vừa học. Cùng nhau đọc lại nhé. Au, eo. Hãy so sánh cho cô vần au và vần eo xem có điểm gì giống và khác nhau. Các em ạ, vần au và vần eo có điểm giống nhau, đó là đều có âm u đứng sau. Còn khác nhau ở âm chính, đó là vần au có âm a là âm chính, còn vần eo có âm e là âm chính đấy. Đây là điểm giống và khác nhau giữa hai vần này. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong phần luyện đọc. Tiếp tục cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết vần au, tiếng cháu, vần eo, tiếng đều. Trước tiên chúng mình quan sát bài mẫu viết vần au. Cho cô biết vần au gồm có mấy con chữ ghép lại với nhau? À, vần au gồm có hai con chữ ghép lại với nhau đấy. Đó là con chữ A ghép với con chữ U. Con chữ A có độ cao là 2 ly. Con chữ U cũng có độ cao là 2 ly. Chúng ta quan sát quy trình viết vần au như sau. Đầu tiên chúng ta viết con chữ A có độ cao là 2 ly. Từ điểm dừng bút của con chữ A, chúng ta lia bút viết tiếp con chữ U có độ cao là 2 ly. Và điểm dừng bút của vần au là trên đường kẻ 2. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết vần au. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em quy trình viết vần eo. Cho cô biết vần eo gồm có mấy con chữ? À, vần eo gồm có hai con chữ, đó là con chữ E và con chữ U đấy. Con chữ E cũng có độ cao là 2 ly và con chữ U có cùng độ cao là 2 ly. Chúng ta quan sát quy trình viết như sau. Đầu tiên chúng ta viết con chữ E có độ cao là 2 ly. Từ điểm dừng bút của con chữ E, chúng ta viết liền nét lên con chữ U có cùng độ cao là 2 ly. Chúng ta để dấu của con chữ E ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4, ngay trên đầu con chữ E. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết vần eo. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em quy trình viết chữ cháu. Chữ cháu gồm có chữ chờ ghép với vần au.
thanh sắc trên đầu con chữ A. Chúng ta quan sát quy trình viết như sau. Đầu tiên chúng ta viết chữ trò là con chữ cờ có độ cao 2 ly và con chữ hờ có độ cao là 5 ly. Vần au gồm có con chữ A có độ cao là 2 ly ghép với con chữ U có độ cao là 2 ly. Thanh sắc chúng ta sẽ để ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4 trên đầu con chữ A. Chúng ta sẽ được chữ cháu. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ cháu. Tiếp tục, cô giáo sẽ hướng dẫn các em luyện viết chữ đều. Chữ đều gồm có chữ đờ ghép với vần eo thanh huyền trên e. Quy trình viết như sau. Đầu tiên chúng ta viết con chữ đờ có độ cao là 4 ly. Từ điểm dừng bút của con chữ đờ, chúng ta viết liền nét sang con chữ E có độ cao là 2 ly. Và từ điểm dừng bút của con chữ E, chúng ta sẽ viết con chữ U có độ cao là 2 ly. Thanh huyền chúng ta để trên đầu con chữ E. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ đều nhé. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện viết vần au, vần eo, tiếng cháu và tiếng đều. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Các em hãy quan sát bức tranh thứ nhất và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh bạn học sinh đang cầm chiếc khăn để lau mặt đấy. Cô giáo có tiếng sau. Lau. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong tiếng lau có chứa vần gì mà chúng mình vừa mới học. À, tiếng lau có chứa vần au mà chúng mình vừa học đấy. Đây là vị trí vần au trong tiếng lau. Chúng ta đánh vần như sau. L, au, lau. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh tiếp theo và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, trong bức tranh đó là hình ảnh cái lều đó các em ạ. Đây là cái lều người ta làm để ở tạm trong lúc đi du lịch hoặc là đi tham quan đấy các em ạ. Cô giáo có tiếng sau. Lều. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết tiếng lều có chứa vần gì mà chúng mình vừa mới học. À, tiếng lều có chứa vần eo mà chúng mình vừa học đấy. Đây là vị trí vần eo trong tiếng lều. Chúng ta đánh vần như sau. L, eo lều, huyền lều. Chúng mình đọc lại. Chúng mình đọc lại cả hai tiếng nhé. Lau, lều. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh tiếp theo cho cô biết bạn học sinh đang làm gì. À các em ạ, bạn học sinh bị ngã, bị xước ở chân cho nên bạn đau nên bạn khóc đấy. Cô giáo có tiếng sau. Đau. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết tiếng đau có chứa vần gì mà chúng mình vừa học. À, tiếng đau có chứa vần au mà chúng mình vừa mới học đấy. Đây là vị trí vần au trong tiếng đau. Chúng mình đánh vần như sau. Đờ, au, đau. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh tiếp theo cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh bố và con đang chơi bóng rổ đấy các em ạ. Và các em thấy ở đây là hình ảnh bố rất là cao, cao to, cho nên được gọi là cao kèo đấy. Cô giáo có từ tương ứng với bức tranh, đó là từ cao kèo. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong từ cao kèo
thì tiếng nào có chứa phần chúng mình vừa học? À các em ạ, trong từ cao kèo thì tiếng kèo có chứa phần eo mà chúng mình vừa học đấy. Chúng mình đánh vần như sau: cờ ao cao, ca eo kêu huyền kèo, cao kèo. Chúng mình đọc lại nhé: đau, cao kèo. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn văn ứng dụng sau. Các em hãy lắng nghe cô giáo đọc và đọc thầm theo cô nhé. Thảo, Hà và Thư đi bộ. Thảo đi sau Hà và Thư quá xa. Hà kêu Thảo đi mau. Như vậy các em vừa nghe cô đọc mẫu đoạn văn. Hãy cho cô biết đoạn văn này gồm có mấy câu? À các em ạ, đoạn văn này gồm có 3 câu đấy. Câu thứ nhất là từ đầu cho đến đi bộ. Và câu thứ hai là từ Thảo cho đến xa. Và câu thứ ba là câu còn lại đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu một nhé. Chúng ta luyện đọc câu thứ nhất. Để giúp các bạn đọc tốt hơn, chúng ta sẽ đánh vần, sau đó mới đọc trơn. Chúng ta đánh vần và luyện đọc câu thứ nhất. Hờ ao thao hỏi thảo, hờ a ha huyền hà, vờ a va huyền và, thờ ư thư, đờ y đi, bờ ô bô nặng bộ. Thảo, Hà và Thư đi bộ. Các em lưu ý, ở trong câu, tiếng đầu câu được viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Ở trong câu này thì các tiếng được viết hoa đó là tên riêng. Chữ tờ in hoa, chữ hờ in hoa, chữ tờ in hoa. Chúng mình cùng nhau đánh vần lại nhé. Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu thứ hai. Thờ ao thao hỏi thảo, đờ y đi, sờ ao sâu, hờ a ha huyền hà, vờ a ba huyền và, thờ ư thư, quờ a qua sắc quá, sờ a xa. Thảo đi sâu Hà và Thư quá xa. Chúng mình đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng mình luyện đọc câu tiếp theo. Hờ a ha huyền hà, ca eo kêu, thờ ao thao hoài thảo, đờ y đi, mờ ao mau. Hà kêu thảo đi mau. Chúng mình đánh vần lại nào. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các em đánh vần và đọc trơn lần lượt từng câu trong đoạn văn. Bây giờ chúng mình sẽ đọc trơn lại toàn bài nhé. Thảo, Hà và Thư đi bộ. Thảo đi sau Hà và Thư quá xa. Hà kêu Thảo đi mau. Như vậy vừa rồi chúng mình đã luyện đọc xong đoạn văn. Cho cô biết trong đoạn văn trên tiếng nào có chứa phần chúng mình vừa học? À các em ạ, trong đoạn văn này thì tiếng sau có chứa vần au mà chúng mình mới học đấy. Tiếng kêu có chứa vần eo mà chúng mình vừa học. Tiếng mau có chứa vần au mà chúng mình vừa học đấy. Chúng mình đánh vần lại các tiếng này nhé.
sờ ao sâu, ca eo kêu, mờ ao mau. Qua đoạn văn chúng mình vừa đọc, bạn nào cho cô biết Thảo, Hà và Thư đi đâu? À, Thảo, Hà và Thư đi bộ đấy. Vậy ai đã đi sau Hà và Thư? À, bạn Thảo đã đi sau Hà và Thư đấy. Hà đã làm gì? À, Hà đã kêu Thảo đi mau cho kịp các bạn đấy. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc đoạn văn và tìm được tiếng có chứa phần ao và phần eo ở trong bài rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần mở rộng. Các em quan sát ở đây phần mở rộng yêu cầu chúng ta là từ gì? Trong bức tranh chúng ta quan sát thấy đó là các bạn học sinh đang đứng để chơi một trò chơi. Đây là trò chơi đoán từ các em ạ. Và xem các bạn sẽ nêu được từ gì đấy. Đây là phần mở rộng, các em có thể nói những từ mà các em yêu thích. Tuy nhiên chúng ta phải phù hợp với luật chơi. Ở đây chúng ta thấy ở hình bóng nói của các bạn đã nói trước. Bạn đầu tiên nói là thi đấu, ở cuối có tiếng đấu. Thì các bạn thứ hai sẽ phải nói tiếng bắt đầu là tiếng đấu. Bạn nói là đấu cờ. Như vậy ở đây có tiếng cuối đó là tiếng cờ. Thì bạn tiếp theo phải nói là cờ vua, là tiếng bắt đầu bằng chữ tiếng cờ. Và ở đây bạn cuối cùng, khi bạn nói là cờ vua thì chúng ta có thể nói là vua chúa. Đấy, tức là tiếng bắt đầu của chúng ta là tiếng cuối cùng của bạn trong từ của bạn. Tương tự như vậy chúng ta có thể chơi bằng từ khác. Và bạn sẽ nêu từ tiếp theo, trong đó phải có tiếng cuối cùng của từ của bạn. Về nhà các em hãy tìm thêm một số tiếng từ và câu có chứa vần au, vần eo mà chúng mình học nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.